Hello, chào mừng mọi người đã đến với kênh của chúng mình. Khi mà nghe đến FPV drone thì có lẽ là rất là nhiều người sẽ nghĩ đến đây là một cái thiết bị gì đó mà rất là phức tạp và khó điều khiển. Thì trước đây mình cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng mà hiện nay thì các sản phẩm FPV drone đã được đơn giản hóa hơn để thân thiện hơn với người dùng. Ví dụ như là chiếc DJI Avatar 2 này. Và nội dung hôm nay thì sẽ dành cho những bạn nào mà mới tìm hiểu về dòng drone này. Có thể bạn là một người chơi flycam hệ truyền thống nhưng mà muốn đổi hệ, hoặc là bạn là một người mới bắt đầu tìm hiểu và muốn mua một chiếc DJI Avatar 2, thì bạn hãy xem hết nội dung video hôm nay để có cái nhìn chung về cách điều khiển chiếc máy này nhé. Chiếc Avatar 2 này sẽ đi kèm với kính Goggle 3 và tay cầm điều khiển RC Motion 3. Trong quá trình bay thì chúng ta sẽ quan sát thông qua chiếc kính này và sử dụng tay cầm kết hợp với cơ chỉ tay để điều khiển máy. Chính vì vậy, trước khi bay chúng ta luôn cần kiểm tra và đảm bảo cả ba thiết bị đều đủ pin bằng cách bấm một lần vào nút ở trên mỗi thiết bị. Để bật thì chúng ta hãy nhấn một lần và rồi nhấn giữ nút đó ở trên từng thiết bị. Bạn cũng hãy nhớ lắp thẻ nhớ vào máy và cũng chuẩn bị thêm một vài cái thẻ nhớ khác để backup. Tiếp theo, mở hai anten trên kính rồi đeo vào. Kính Goggle 3 đã cải thiện thiết kế so với phiên bản cũ nên đeo vào rất dễ dàng và cũng không cần cắm thêm dây dợ gì. Bạn có thể điều chỉnh độ dài dây theo ý muốn bằng cách vặn đúng ở phía sau. Nếu bạn cũng là người bị cận giống mình, chúng ta có thể điều chỉnh đi ốp phù hợp với bản thân bằng cách vặn hai núm ở phía dưới kính. Bạn có thể trượt hai núm này để căn chỉnh khoảng cách giữa hai thấu kính. Theo đôi kính, bạn sẽ thấy có một con trỏ ảo và chúng ta sẽ dùng tay cầm RC Motion 3 gần giống như một con chuột máy tính để điều khiển con trỏ này thực hiện các thao tác. Trên tay cầm RC Motion 3, bạn sẽ thấy một cần joystick để điều khiển drone bay lên bay xuống và sang hai hướng trái phải. Một nút lock màu cam để khởi động motor và cất cánh, hạ cánh. Trong khi bay, nếu bạn bấm nút này thì drone sẽ tự phanh khẩn cấp và chuyển sang điều khiển con trỏ. Nút MH khi bấm một lần sẽ chuyển đổi giữa các mode Normal và Sport. Và khi bấm giữ thì máy sẽ kích hoạt Return to Home, tự động quay trở về điểm cất cánh. Bánh răng để điều chỉnh độ tiêu lên xuống của gimbal. Nút Record để bắt đầu ghi hình. Ở đằng trước thì chúng ta có một cái cò, nếu mà ấn xuống thì drone sẽ bay về phía trước, còn nếu để lên thì drone sẽ bay lùi. Khi mới kích hoạt Avatar 2 lần đầu tiên, máy sẽ tự động để chế độ bay Beginner Mode, chế độ dành cho người mới để đảm bảo an toàn. Chế độ này sẽ hạn chế tốc độ bay của máy xuống còn 1 m/s. Nếu muốn tắt chế độ này đi thì chúng ta hãy điều khiển con trỏ bằng tay cầm điều khiển, chọn biểu tượng Setting bên trái, chọn Control và sau đó tắt chế độ Beginner Mode. Đầu tiên để cất cánh thì chúng ta hãy bấm nút lock 2 lần để khởi động, rồi giữ nút để cất cánh. Để hạ cánh thì chúng ta chỉ cần bấm giữ nút lock là máy sẽ tự động hạ cánh. Các thao tác di chuyển của DJI Avatar 2 thì cũng khá là giống với cả phiên bản cũ, đó là Avatar. Chỉ khác ở chỗ là cò của RC Motion 3 sẽ có hai nấc. Nếu không bấm vào cò này thì máy sẽ chỉ lơ lửng tại chỗ thôi. Chúng ta bắt buộc phải giữ nhẹ vào cò để thao tác di chuyển bằng cử chỉ tay. Hãng đã thay đổi chi tiết này để giúp người dùng thư giãn cổ tay tránh bị mỏi. Bấm cò nhẹ để máy tiến lên phía trước và nâng cò để đẩy drone bay lùi. Bấm nhẹ cò và xoay cổ tay sang trái thì drone sẽ xoay sang trái và ngược lại. Bấm nhẹ cò và nâng cổ tay thì drone sẽ bay lên, còn chúc xuống thì drone sẽ bay xuống. Khi mới tập chưa vững thì chúng ta chỉ nên bay với tốc độ chậm. Và đến khi quen các thao tác đơn lẻ rồi thì bạn hãy thử tập kết hợp các thao tác với nhau. Ví dụ như đang bay thẳng thì rẽ trái rẽ phải, hoặc bay kết hợp thay đổi độ cao lên xuống. Vậy là chúng ta vừa đi qua một loạt những cái thao tác điều khiển cơ bản của Avatar 2 sử dụng tay cầm RC Motion 3 cùng với kính Goggle 3, rất dễ phải không nào? Hy vọng là những cái chia sẻ này của mình sẽ có thể giúp bạn có những cái buổi đi quay thật là ngoạn mục. Và nếu mà bạn muốn xem thêm về nội dung về FPV, tip trick về FPV thì hãy subscribe cho chúng mình nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.